rồi. Công coi tiếng bản công truyền cho nó bản công cho. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bốn truyền học sinh. Đây là kèo ba ba các bạn. Ờ cái chỗ là bợ luôn. Đúng không? Phát bóng cái vô sân luôn. Hả? Phát bóng á đập. Từ trong ra ngoài hay sao? Rồi vậy chứ. Từ sai là mất gol đúng không? Ok. Rồi, không không. Ôi. Về lỗi bớ một của Tiến Điền rồi. Điểm đầu tiên cho bên Tiến An các bạn. 1-0. Và động tốc của Tiến Điền. Điểm 1 điều. Phía bên đây thì chỉ Tiến Điền công các bạn. Bên kia có Tiến An. 1 điều. Và dứt điểm của Tướng An bóng đi ra ngoài và điểm dành cho bên Tiến Đen. 2-1. Tiếp tục và điểm dành cho bên Tiến Đen các bạn. 3-1 rồi. Và chuyền lố của Gia Điều tạo điều kiện thuận lợi cho Tiến Điền dứt điểm pha bóng dưới rồi các bạn. Nâng điểm số lên 4-1 cho bên Tiến Điền. 4-1. Và điểm tốt của Tuấn Ngàn. Tuấn Ngàn tỷ số còn 2-4. Vẫn còn cơ hội vẫn còn dành cho bên Tiến Điền. Chưa được các bạn. Tiếp tục là cơ hội cho Tiến Điền. Lần này thì Tiến Điền thành công với pha dứt điểm rồi của mình các bạn. Điểm 5-2. Có dục nhẹ nha Tiến. Dục mạnh quá bay ngoài luôn á. Nghe. Chưa. Đây. 5-2. Và điểm nhẹ nhàng của Tuấn An. Điểm 3-5. Rồi. Và điểm gọn gàng của Tiến Điền nha các bạn. 6-3 cho Tiến Điền. Chạm bóng thành công. Được rồi thì Tiến Điền có pha chạm bóng thành công trước đợt tấn công của Tuấn An. 7-3 rồi. Khoảng cách bây giờ là 4 điểm. Tiếp tục là tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của Chi Thông. 8-3. Phát bóng ra ngoài, điểm dành chơi bên Tướng An. 4-8. 4-8. Và chống trắng. Điểm dành chơi bên Tiến Điền các bạn. 9-4. Cách biệt 5 điểm.
Và điểm tốt của Tuấn Anh 59 là điểm số an toàn các bạn. Vẫn còn. Quá hay. Tiếp tục là cơ hội được trao về cho bên Tiến Đen. Vẫn là bỏ trắng của Tiến Đen rồi. 10 năm. Quay. Bọc bóng ra ngoài, điểm dành cho bên Tiến Đen. 60. Rồi, bóng không thành công của Tuấn Anh. Điểm thuộc về Tiến Đen các bạn. Mười một sáu. Vẫn còn. Lần này thì Tuấn Anh đã thành công với pha dứt điểm của mình các bạn. 71. Để và phát bóng ra ngoài vừa rồi của Đạt Nhỏ thì cũng kết thúc trận đấu các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thấy hay like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.